Chào các bạn đam mê võ thuật. Hôm nay giới thiệu các bạn một số đòn đỡ của môn võ karate do. Các bạn mà có cái nhận xét gì thì nếu giả sử các bạn gặp các cái thầy giáo ở nước ngoài ở Nhật Bản thì có nhận xét chỉ chẳng nhất. Còn khi về karate do về Việt Nam thì chúng ta phải tập đấy. Tập luyện dần thôi các bạn nhé. Mục đích là cho khỏe người. Và tôi đăng cái video này thì mục đích là thể hiện cái sự khiêm tốn, khiêm nhường và luôn tâm niệm một câu rất chúng ta thú vị, đó là sống xấu thì sọc lọc, lụa chín cúi đầu. Bạn nhé, nói như thế là các bạn hiểu không? Đòn đờ đầu tiên là đòn đờ trung đạo, là thường nào đấy. Đợt thứ hai là đợt trung đẳng, chúng bảo là A là đấy. Và đợt thứ ba tận đi các bạn tận sông sóng hoặc tận gen tận cô gì đó, một đoạn đường là đoạn đường chặt xuống. Đoạn đường tiếp theo là gạt xuống, là đoạn đường thứ năm, đoạn đường thứ sáu gạt như thế này, đoạn đường thứ bảy, đoạn đường thứ tám là đường móc, đây, móc hai tay, móc hai tay ra, đoạn đường thứ mười là còn có nhiều đoạn nữa các bạn nhé. Đây là một 10 đoạn nữa mà khá phổ biến trong môn karate do. Giới thiệu các bạn lại, đoạn đời thứ nhất là đời thường nào, đoạn đời là trung đẳng, thứ ba thứ lại chặt xuống như thế này, và thứ năm là gạt xuống như thế này, và thứ sáu, thứ bảy bục ra. Thứ 8 thứ 9 thứ 10 các bạn, 10 phút có 10 đang được cơ bản cả lại cái đôi như vậy. Thì các bạn cứ tập đi tập lại như thế này, tập vò là phải tập đến các đòn đờ, nhưng mà để đờ được thì các bạn phải tập một đòn triều lên, một triều lên thì các bạn mới thực hiện được các bạn nhé. 10 đòn đi một đòn thì các bạn là nghiên cứu các con này, nhờ đến đâu thì thầy sẽ hướng dẫn đến đó. Một đòn đờ như thế này, có một đòn đờ như thế này, múc thẳng đờ hai phía, đờ hai phía đưa chặt vào, đưa chặt vào, đấy. Vậy hệ thống lại có thể chưa đầy đủ lắm, 10-11 đòn thì đó, bạn nhớ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 để thêm được các bạn nhé, thêm điện tổng nữa, nó còn nhiều nữa các bạn nhé, có thể là 11 đoạn đờ ép, nhé các bạn, ép, thường ra là cái đoạn đờ ép này chứ. Còn một đoạn đờ này các bạn này rồi đấy, 11 đôi chặt như thế này, phải đôi chặt như thế này thì còn có thể là đôi chặt sang bên này, đôi chặt chuyển bên này. Đấy.
Vậy chúng ta ôn lại các bạn. Nếu còn nhiều đoạn đờ nữa các bạn nhé. Đấy. Thì sẽ giới thiệu các bạn 11 đoạn đờ rất cơ bản. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 đoạn bạn tập đi tập lại thành thạo thì sau này các bạn sẽ là một đoạn các bạn muốn đoạn đờ là giá trị nó rất tuyệt vời các bạn thể hiện sự hoa giải nhưng mà áp dụng được thì các bạn phải tập đoạn đờ khoảng 1 triệu lần một đoạn bạn áp dụng bạn tập 1 triệu lần thì mới thành công được các bạn nhé. Ngoài ra còn một cái đoạn đờ như thế này đoạn đờ đấy, để bộ lao đi. Rồi tìm nữa. Đấy. Bạn lấy thay chúng ta. Con hái con đờ bổ sung được vào này. Con đờ như thế này. Con được cú đá chỉ này. Con đờ như thế này. Tái xe như thế nào được hoặc tái đờ như thế nào được. Là còn cái đọc tên này thì ta đợi như thế này đợi hợp lực đây từ năm 12 đoạn đợi các bạn nhé ôn lại các bạn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rồi mọc ra ngoài là 13 các bạn này. Rất nhiều đó bạn cứ tập đi tập lại cứ thành thạo trở thành những cái phản xạ tự nhiên và nhớ rằng một cái đoạn đường như thế các bạn cứ tập đi tập lại là phải 1 triệu lần một đoạn tập 1 triệu lần thì mới thành công được. 1 2 3 đấy, 4 5 6 7 8 9 10 đấy, 11 còn là 11 như thế này 12 đấy, 13 bạn nhớ như vậy có 11, 12, 13 đoạn các bạn cứ tập đi tập lại như thế này cho thành thạo các bạn nhé. Đầu tiên là cái tập cái đoạn thượng đạo, trung đạo, hạ đạo, trung đạo, hạ đạo, trung đạo, trung đạo. Đoạn này nữa, đờ hai cái nữa, đờ hai cái nữa, đờ hai cái nữa. Rồi đờ phía dưới hạ đẳng, đờ hạ đẳng kiểu này, thường đẳng, đờ mọc, đờ hợp lực, đờ hợp lực, rồi đờ mọc như này, mọc chân, đờ vuốt, đờ vuốt, đờ vuốt, bạn cứ tập đi tập lại nhiều lần sẽ ra trở thành những cái phản xạ tự nhiên cũng phải điều phải tập nhiều khi nào là dừng vấn đề là khi nào dừng cái đoạn đờ này các bạn nhé bạn cứ tập đi tập lại nhiều lần như vậy có thể đờ tiếng sáu thì xoáy đờ đấy phải là trong cả lái tay đố với cặp mới muốn gọi những tí con đố với cặp muốn phải cả như thế này thì biến hóa một chút thôi các bạn nhé nhưng mà trong cả lái tay đố thì con đờ cũng tương đối nhiều đấy. Đờ hai phía đờ hai đây là một kiểu con đờ của bạn đấy còn cứ tập đi chứ nhiều lắm rồi vuốt Lý Tử Long có cái điều tờ đờ như thế này tuyệt quần nào ấy.
đấy, đưa lên tới xuống ash. Rồi được em xuống, được em xuống, được vuốt xuống mà vuốt xuống ấy, thì đó là những cái đòn đờ cơ bản trong karate đô và các môn võ khác các bạn nhé. Các bạn cứ tập đi tập lại nhiều lần cho khỏe người, được hay những cái phản xạ tự nhiên trong cái giới hạn nào đó các bạn có thể tự vệ. Nên nhớ là các bạn cứ tập một đòn đờ như vậy, các bạn tập 1,000,000 lần thì sẽ thành công.